thị trường sau khoảng 2 giờ 20 có những cái quá trình bị bán ngược và trong phiên ATC thì nó kéo khoảng 2.43 và đóng cửa vào 1154. Nếu như mà anh chị mình nghiên cứu kỹ trong phiên, mình sẽ thấy một cái tình trạng là những cái cổ phiếu chứng khoán buổi sáng kéo cực mạnh như là VCI bật tăng 3% hay là SSI tăng gần 2% khi mà khó ngoại họ mua rất là nhiều, nhưng mà về cuối phiên những cổ phiếu này bị bán ngược trở lại và có một vài quan điểm cho rằng thị trường này nó là cái thị trường bô, thị trường kéo xạ. Vậy nó có phải là thị trường bô hay không và cái hành động nào để mà tối hóa nhất trong bối cảnh hiện tại thì trong video ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Và đối với một cái số cái thông tin mà em đánh giá rất là quan trọng, hiện tại Mỹ đã công bố một cái chỉ số CBI chỉ số CPI này nó nói về cái tốc độ lạm phát và hiện tại cái con số thực tế này nó giảm khoảng 3%. Tức là so với năm 2022 khi mà khủng hoảng năng lượng nè đẩy về những cái giá dầu hay là những cái giá năng lượng giá điện lên rất là cao. Và đó là một trong một cái chu kỳ lạm phát thì ông Mỹ, ông Fed ông phải bơm tiền và để mà khắc phục những cái tình trạng đó thì họ phải có những cái biện pháp như thế nào anh chị? Họ phải hút tiền về và hiện tại nền kinh tế của Mỹ đang có những quá trình là tích cực. Vì cái chỉ số CPI này á nó chỉ có ở những cái mức là 3%, tức là nó thấp hơn so với dự báo. Và CPI càng giảm chứng tỏ là cái nền kinh tế nó đang cân bằng và phục hồi trở lại. Và khi cái nền kinh tế của Mỹ nó cân bằng phục hồi thì những cái nền kinh tế khác điển hình như là Việt Nam, một trong những cái nền kinh tế là có một cái tình trạng là hội nhập không? thì họ vẫn sẽ được hưởng lợi và đó là một trong những cái thông tin em đánh giá rất là khả quan và liệu ngày mai thị trường của chúng ta sẽ có những cái bối cảnh như thế nào và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về indices liệu có upbo và anh chị hãy video này hay hãy chia sẻ cho người thân bạn bè và đừng quên bấm một cái nút like một cái nút đăng ký kênh và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích với thị trường một tí anh chị chào em một cái và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần sơ bộ của thị trường À, em cũng xin chào tất cả những anh chị mình đang xem cái buổi live ngày hôm nay nha. Ngày hôm qua tiệm có một tí về cái tình trạng sức khỏe nên là thành ra mình cũng không có live, nhưng mà em dành thời gian để mà nghiên cứu thị trường. Nên là ngày hôm nay là một cái video mà rất là chất lượng, đảm bảo anh chị không phí thời gian để mà xem video. Nên là hãy xem đến cuối cuối cùng nhá Về số liệu của nước ngoài ngày hôm nay họ bán 442 tỷ với một số nhận định là cứ kêu là nước ngoài bán thì thị trường của chúng ta nó tạo đỉnh em không cho rằng là như vậy khi mà nước ngoài họ bán từ khoảng ngày 3 tháng 7 đi nhưng mà thị trường cái trend chính của nó vẫn kéo lên vậy những cái chỉ số của nước ngoài nó chỉ mang cái tính chất là tham khảo chứ không phải là nước ngoài bán là thị trường tạo bộ rồi với số liệu của tiểu danh đi ngày hôm nay thì họ mua 176 tỷ trong đó có FPT nè MWG nè Techcombank PCM, Gex, rồi TDM. Còn ngày hôm nay nước ngoài thì em thấy là như là họ mua SSI 82 tỷ và ngay từ buổi sáng có những cái quá trình đó là nó kéo SSI lên tăng khoảng gần 2%, đúng không ạ? À? Và kết phiên thì như SSI nó bị xả ngược trở lại. Kết phiên bị xả đỏ ngược trở lại và ai cũng kêu rằng đây là cái cây phân phối. Thì liệu cái cây ngày hôm nay có phải là cái cây để mình chị mình bán sạch hay không? hay là anh chị cầm tiền thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích với biểu đồ của thị trường nha và đầu tiên anh chị chưa bấm một nút đăng ký kênh thì hãy bấm ngay một nút đăng ký kênh còn ai chưa tham gia rung cộng đồng thì tranh thủ tham gia vào số lượng có hàng em sẽ định hướng và tư vấn hỗ trợ anh chị một vài mà cổ phiếu trong đấy nếu như mà anh chị có những câu hỏi trong phiên nha anh chị hãy tranh thủ vào em sẽ ghi vào cái, cái, đường bình luận ở bên dưới đối với bối cảnh của thị trường chúng ta không cần phải lạ lẫm gì hiện tại thị trường nó là uptrend và khi thị trường uptrend những cái nhịp điều chỉnh chỉ là một trong những cái chức xúc tác cho một cái quá trình tạo sóng diễn ra nhanh hơn. Và anh chị hãy hình dung tưởng tượng với những cái dòng tiền cực mạnh từ khoảng tháng 11 tháng 12, đây là dòng tiền của nhỏ lẻ hay là dòng tiền của tổ chức. Anh chị hãy cho em một cái đáp án. Bây giờ em sẽ đếm từ 1 đến 5. Anh chị hãy cho em để làm cái lời bình luận những cái dòng tiền mà bên cái khung này, đấy tháng 11 tháng 12 năm 2022 là dòng tiền của tổ chức hay là dòng tiền của nhỏ lẻ. Em bắt đầu đếm nhé. 1 2 3 4 5 rồi, bao nhiêu anh chị mình nói đây là dòng tiền của tổ chức? Đó, bao nhiêu anh chị mình nói đây là dòng tiền của nhà lẻ. Và bây giờ em sẽ công bố, đó là dòng tiền của tổ chức. Bởi vì sao vậy em? anh chị thử xem nguyên cái quá trình dòng tiền thị trường vào một phiên khoảng gần một tỷ cổ phiếu nhỏ lẻ nào mà có những cái lượng tiền nhiều như vậy trong khi đa số ai cũng kẹp những cái cổ phiếu và những cái cổ phiếu như là xe nó tăng 300 phần trăm từ những cái vùng phục hồi từ đáy lên nè hay là hoa sen nè tăng từ những cái vùng khoảng giá 7 mà lên khoảng giá 13 cũng là nhân đôi ở những cái vùng này hay là những cái cổ phiếu ngân hàng như là STB được không ngoại mua cực kỳ nhiều thì đây không thể nào đến từ những cái dòng tiền nhỏ lẻ mà nó phải đến từ những cái dòng tiền tổ chức và những cái dòng tiền tổ chức nó đổ vào những cái đoạn này và sau đó là tích lũy khoảng 6 tháng đầu năm 2023 nguyên cái quá trình này thì liệu nó có phân phối ở đây hay không. Trong khi có rất là nhiều những cái cổ phiếu bùng nổ trong những cái chu kỳ khoảng tháng 3 đến tháng 4, lấy ví dụ anh chị BSI nè. Đấy, rất là nhiều những cái cổ phiếu bùng nổ nè. Hay là con gì? FTS nè những cổ phiếu chứng khoán nhỏ trong giai đoạn này đóng vai trò là gì một cái mồi lửa cho những cái thằng chứng khoán lớn nếu như anh chị mình xem video của em cách đây 3 tháng thì anh chị sẽ nghe đến cái câu này chứng khoán nhỏ nó là cái mồi lửa còn cái cái độ fomo cái độ điên á, nó là cái quê diêm của những cái thằng chứng khoán lớn đúng không ạ à? bao nhiêu anh chị ở đây mình nhớ những cái câu chuyện đó anh chị hãy để lại bình luận giúp em đi vì những gì em đã nhận định nó đã ở trong quá khứ tức là em đã nhận định trước khi nó xảy ra chứ không phải là hiện tại thị trường tăng thì ông này ông mới lên hô là trend, không phải mà quan điểm của em chính kiến của em là thị trường hiện tại nó đã là uptrend và nó xuất hiện những cái con sóng và những cái con sóng này nó có thể giúp anh chị kiếm 30 50 thậm chí nhưng đôi tài sản là bình thường anh chị mình không nghe lầm đâu à lấy anh chị ví dụ con sale 2021 vào khoảng tháng 1 nó tăng từ giá 12 mà lên giá 100 đây là nhưng bao nhiêu chị nhưng 10 lần tài sản đúng không mà DG tăng từ những cái vùng giá khoảng 24 mà lên gần 100 nhưng 5 lần tài sản đúng không ạ à? HDC tăng từ những cái vùng giá khoảng Giá 20 mà lên khoảng giá gần 73 Gấp 3 lần tài sản cho anh chị Hay là những cái cổ phiếu hoa sen này Tăng những, từ những cái quá trình tạo đáy của thị trường chung Ở những cái vùng giá trung là giá 5.3 Mà định điểm khoảng 40 tăng gấp 8 lần cho anh chị đây chính là những cái con sóng và cái việc của chúng ta cần làm là đi tìm sóng chứ không phải là lên đây coi ông này ông hô thị trường sập hay là tôi bán xong cổ phiếu rồi tôi phải đi tìm những cái kênh youtube nào mà họ nói là chốt lời và để mà tôi mua ở những cái vùng giá rẻ hơn đối với những cái việc làm đó nó không giúp em kiếm ra tiền hầu như là nó rất là vô nghĩa vì cái trường phái của em là mình đánh sóng một cái con sóng không thể nào đánh năm mười phần trăm đúng không không bao giờ đánh năm mười phần trăm mà nó phân phối được và nếu như anh chị muốn có một triệu đô thì trong đầu của chúng ta phải suy nghĩ cách làm thế nào để sở hữu một triệu đô làm thế nào để mà chúng ta kiếm một triệu đô chứ bây giờ anh chị muốn có một triệu đô nhưng mà anh chị không nghĩ cách kiếm một triệu đô anh chị nghĩ cách kiếm 10 đô la thì khi nào anh chị mới có một triệu đô đúng không ạ có nghĩa là nếu như anh chị muốn đổi đời anh chị muốn ăn một cái cổ phiếu lãi 100 200 300 phần trăm thì chúng ta chỉ có tư duy là đánh sống còn nếu như anh chị cứ giữ cái tư duy quan điểm mà đánh tê cộng thì bao giờ tài khoản anh chị mới có một cái mã cổ phiếu lãi những đối tài sản rất là khó đúng không anh chị đấy và nếu như anh chị không có kinh nghiệm mà anh chị giao dịch trên thị trường này càng nhiều thì cái xác suất anh chị cắt lỗ cái xác suất anh chị thất bại nó rất là cao nên cái trường phái đánh sống là cái trường phái nó cơ bản và nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi luôn mọi tài chính của anh chị cho dù anh chị vốn nhỏ hay là vốn lớn vì nó đảm bảo được cái yếu tố an toàn cho anh chị nhà đầu tư nên nếu như anh chị mình đây là cái lần đầu xem video của em thay thích cái phương pháp thích cái quan điểm muốn tham gia vào room khách hàng tranh thủ liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình vì em đang lên một cái điều mới sau cái con sóng chứng khoán đó chính là những cái vùng chân sóng để em về tổng khách hàng mình tham gia ở những cái vùng mới nha và có thể là cái điều này bắt đầu từ khoảng trong tuần sau luôn nếu như đạt những cái tiêu chí là mình sẽ mua rồi mình nắm giữ nắm giữ đến hết cuối năm luôn nếu như mà thị trường đạt với những cái nhận định của mình nên anh chị nào mình chưa có cổ phiếu đang cầm tiền hay là vừa chốt lời thì anh chị muốn tham gia vào trong khách hàng liên hệ và xin hãy gấp và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái bối cảnh của thị trường với bối cảnh của thị trường không thể nào mà chúng ta nói nó là cái bối cảnh thị trường sẽ quay sẽ quay cái gì mà sẽ quay thị trường hiện tại nó là uptrend anh à, chị phải định nghĩa nè uptrend là gì vậy em là những cái phần đáy sau liên tục cao đấy trước đây những cái phần đáy sau liên tục cao đáy trước có thể nó có những cái quá trình chỉnh sau nhưng miễn nó vẫn giữ trên những cái trend xu hướng lên đây gọi là uptrend Đấy, đây gọi là uptrend, những cái phần đấy sau anh chị thấy nó phá thủng không? Nhưng mà cái đấy này nó lại cao hơn cái đấy này. Và cái đấy này nó lại cao hơn cái đấy này. Thì chúng ta không thể nào nói nó là đào trend. Còn sideways là gì? Là một cái vùng biên thị trường đi ngang cực kỳ lâu. Như thế này gọi là sideways. Nó không rõ xu hướng, nó tăng lên rồi nó giảm trong cái vùng biên rất là lớn. Và khi thị trường sideways, chúng ta vẫn kiếm ra tiền chứ không phải là không kiếm ra tiền. Lấy ví dụ chị 2019 thị trường của chúng ta đi ngang đúng không? Nhưng mà dòng nào dẫn dắt vậy ạ? À? Dòng trụ có cổ phiếu FPT nữa Đấy, những cái cổ phiếu tăng trưởng 2019 nó tăng từ những cái vùng giá trung bình là 18 lên khoảng 30 chưa? 12 giá. Cổ phiếu nào? BHR. Đây là gì anh chị? Đây là sóng đó. Cổ phiếu nào? NTC Nam Tân Nguyên. Đấy, 2019 nè, từ những cái vùng giá 56 mà lên khoảng 269. Đây là gì anh chị? Đây là sóng. SSC lúc này nó cũng có những cái quá trình mới lên sàn nên nó cũng có một cái nhịp đánh nhẹ thôi. Một cái nhịp đánh nhẹ. Nhưng mà 2019 là cái con sóng của bất động sản bất động sản khu công nghiệp ha, một cái con sóng của bất động sản công nghiệp 2019 nhớ con DG nó cũng có một cái nhịp đánh một cái nhịp đánh nước rút à như vậy nè không phải đánh rút mà là một cái nhịp phục hồi đây một cái nhịp phục hồi ở đây nó cũng khoảng vài chục phần trăm hay là những cái cổ phiếu EDG à, EDG này, 2019 là cũng có những quá trình hồi lên đâu quá khoảng khoảng bao nhiêu phần trăm ta mươi à, 122 phần trăm rất là kinh tức là ở đây chúng ta phải đi nhìn diện khi thị trường quay hay là thị trường uh, uptrend nó vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội chỉ có đảo trên nó không có cơ hội thôi và hiện tại thị trường của chúng ta là uptrend vậy tại sao anh chị không kiếm tiền ở những giai đoạn này và nếu như anh chị muốn có một cái khoản lợi nhuận khổng lồ thì không thể nào mà anh chị cứ coi ngày hôm nay cái bọn tay á, nó mua bao nhiêu nó bán bao nhiêu anh chị làm vậy để làm gì tâm lý anh chị không vẫn thì không bao giờ anh chị có những cái khoản lợi khổng lồ em đảm bảo anh chị luôn có người vâng anh chị thấy thị trường này hồi lên sáng ngày hôm nay nè visa tăng 3 phần trăm bao nhiêu anh chị mình phô mô mình mua đuổi anh chị có dám nhận không ở đây bao nhiêu anh chị mình phô mô mình mua đuổi với visa anh chị có dám nhận không đấy nếu như anh chị nào mình dám nhận thì anh chị hãy để bình luận số 1 để làm gì em sẽ chia sẻ cách để anh chị sau này không bị phô mô nữa bao nhiêu anh chị ngày hôm nay buổi sáng mình mua đuổi với visa để làm bình luận số 1 đi còn bao nhiêu anh chị mình không mua đuổi mình đã có vị thế bên dưới bình luận số 2 em sẽ làm một cái cuộc khảo sát để làm gì để em nắm được hiện tại trên thị trường tâm lý của hành vi đám đông như thế nào tâm lý hành vi nhỏ lẻ ra sao và chúng ta sẽ có một cái chiến lược phù hợp anh chị cứ thoải mái bình luận ở dưới đi. rồi em thấy rất là nhiều anh chị bình luận vậy sáng ngày hôm nay có phải điểm mua visa không câu trả lời em là không và cái điểm mua cuối cùng của nó là ngày 4 tháng 7 đây nè phiên này nè là cái điểm mua cuối cùng của con visa và ai trong room hệ thống khách hàng của em biết rất là rõ em nói cái điểm này là cái điểm cuối cùng và sau này không còn bất kỳ điểm mua nào an toàn để mà anh chị nắm giữ sống đúng không những anh chị khách hàng mình ở trong room khách hàng của em anh chị biết rất là rõ về cái phương pháp của em và đây chính là cái điểm mua cuối cùng sau cái điểm này không còn cái điểm nào nữa và hiện tại VC nó đã có những quá trình tăng từ những cái điểm này cũng khoảng ít nhất là 5 phần trăm trở lên ngày hôm nay nó kéo 3 phần trăm nữa đúng không Nhưng mà em vẫn không chốt hệ thống khách hàng em mua từ những cái điểm bên dưới này đấy mua từ những điểm này, này, và mua gia tăng cuối cùng là điểm này và mình hiện tại mình vẫn không chốt bất kỳ một cổ phiếu VC nào bởi vì sao mày? vì cái tư duy của em là cái tư duy đổi đời cái tư duy ăn một cái con sống 30 50 phần trăm chứ không phải là tư duy mình đánh tới cộng mình lên thị trường mình chốt lại ba phần trăm rồi mình chụp mình show lên trong những cái room để làm vậy để làm gì đối với em người thành công người phải biết chia sẻ những cái giá trị nên những anh chị nào mình xem cái buổi ngày hôm nay là anh chị đang nhận những cái giá trị mà em chia sẻ nên hãy ủng hộ bằng cái nút like bằng cái nút đăng ký kênh cũng như là gì thấy video này hay chia sẻ cho người thân bạn bè và nếu như anh chị chia sẻ cho người thân bạn bè mà họ thay đổi được cái tư duy là anh chị đang giúp cuộc đời của người đó đúng không ạ nên là anh chị hãy thay đổi về cái tư duy không bắt đáy không trung bình giá và chỉ đánh những cái cổ phiếu tăng trưởng những cái cổ phiếu hướng lên đó chính là những cái mà anh chị cần phải nghiên cứu chuyên sâu vì những cái cổ phiếu hướng lên đó là những cái quá trình tổ chức nó đổ tiền vào ai là người đổ tiền tổ chức nhỏ lẻ làm gì mà có những cái lượng tiền đổ như thế này chỉ có tổ chức nó vào và khi tổ chức nó vào nó đánh năm mươi câu trả lời của em là không có thằng nào dạ dột không có thằng tổ chức nào dạy dột mà đánh năm mươi phần trăm nó còn không đủ một năm nó trả tiền lãi suất mà thì lấy cái gì mà nó có lãi đúng không ạ mà một cái deal của một cái thằng tổ chức cái đánh ít nhất là nhân hai một cái con sóng uptrend có thể nó nhân ba nhân năm và nếu như anh chị cứ giữ cái tư duy t cộng thì bao giờ anh chị sẽ có một cái khoản là nhân khổng lồ đúng không nên những anh chị nào đang là khách hàng của em mà anh chị thấy ngày hôm nay vc nó tăng lên anh chị chốt lời đó là một trong những cái gì thiếu sót mà anh chị cần phải thay đổi cái điểm mua nó rất là đơn giản nhưng cái điểm bán nó mới xác định đâu là cao thủ ai mua cũng biết là pivot nhưng khi nào chúng ta bán khi nào anh chị khi cổ phiếu bước vào quá trình tăng tốc chạy nước rút sau đó là phân phối chúng ta bán vậy visa nó đánh từ những cái vùng giá khoảng 39 lên 41 hai giá chạy nước rút ở đây visa nó chạy nước rút ở đây à, anh chị anh chị có thấy nó vô lý không nó đánh từ 39 lên 41 khoảng hai giá lên đây nó chạy nước rút mà nó chạy như thế này rồi nó rơi à nghe nó rơi rất là buồn cười đúng không có nghĩa là gì chúng ta phải đi tìm họ tìm hiểu cái cốt lõi bản chất vấn đề cái phiên ngày nay có phải là cái phiên phối không khối lượng 4 triệu 4 đây là phân phối à? thằng tổ chức nào mà nó phân phối những cái này bản chất này ngày hôm nay nó chỉ là cái phiên gì có thể là check cao một cái phiên rũ bỏ ngày mai nó có thể quay trở lại kéo trần bất cứ lúc nào thì sao nếu như ai mua từ những vị thế tốt bên dưới mình cứ ngồi yên nắm giữ cho em cớ gì mà mình lại sợ cái gì đây mình hỏi là em ơi bán hay không mình mới lãi được khoảng mười mấy phần trăm mà anh chị muốn có một triệu rồi mười mấy phần trăm anh chị chốt sao anh chị có một triệu đô đúng không ạ nên ở đây em đang truyền đạt anh chị một cái tư duy và em đang hướng dẫn anh chị một cái tâm lý là không bị phô mô và anh chị phải có một cái tâm lý vững thì anh chị mới kiếm được tiền vì cái thị trường này nó không phải là thị trường về kiến thức mà là cái thị trường về tâm lý cảm xúc hành vi con người mà anh chị không quản trị được cảm xúc thì khi nào anh chị mới có lợi nhuận đúng không sáng ngày hôm nay bao nhiêu anh chị mình chốt vci bao nhiêu anh chị mình mua vci đó là một trong những cái tâm lý đó và đối với hệ thống của em mua từ những điểm dưới bây giờ mình không cần làm gì cả mình chỉ cần ngồi yên cho lại nó chạy và những cái cổ phiếu đã có những cái tín hiệu xác nhận ngày 4 tháng 7 rồi thì ngày mai ngày mốt nó kéo về những cái vùng trên đây là bình thường và nó đang ở trong những cái quá trình là tăng tốc anh chị mình xem về bỏ khứ con visa này, nó tăng tốc đánh như thế nào đây trước khi nó bước vào những cái pha tăng tốc nó sẽ có những quá trình gì rất là chán nản nhé đi ngang khoảng bốn năm phiên ai chán nản bán ra xong mới tăng tốc nhiều như rất là nhiều những cái trường hợp anh chị bán ra xong mới tăng tốc đúng không ạ à? còn gì nữa ai lấy anh chị rất nhiều những cái ví dụ nè. đấy anh chị thấy nó nặng không lên một ngày không bao nhiêu phần trăm rồi nó rủ lại khối lượng to anh chị nghĩ nó là bô anh chị kêu nó là phân phối nhưng bản chất của nó là gì chỉ là những cái quả sắc cao sau đó cổ phiếu nó sẽ đánh như thế nào sau đó nó như thế nào đánh một cái pha tăng tốc từ những cái vùng giá 11 mà lên khoảng 21 10 giá gần như đôi chưa anh chị bán đây khác gì anh chị bán ngưỡng cửa thiên đường không anh chị bán đây anh chị nhìn cổ phiếu nhìn người khác kiếm là nhuận à em không chấp nhận được cái việc đó một khi nó vào được vị trí tốt thì em sẽ ngồi yên đến cùng. Đó là cái tư duy của những cái bậc thầy đánh đầu cơ của thị trường chứng khoán Mỹ như là Livermore hay là gì? Mark Miner Và em đang truyền đạt anh chị những cái tư duy đó. Chứ mà lên thị trường anh chị đánh tay cộng anh chị mua đây anh chị bán cái này à? Rồi anh chị mua đây anh chị bán cái này à? Hay là anh chị mua giá đỏ này anh, anh chị lên đây bán? Hay là mua cái này, mua cái giá xanh này rồi anh chị chờ lên về về những vùng 23 25 ở trên anh chị bán. Đấy. Hay là anh, anh chị mua ở đây nè, rồi anh chị chờ kéo lên trên này anh chị bán nếu như dễ như vậy con nít nó cũng đầu tư được lấy đâu là người lỗ và tại sao nhiều người lỗ vậy vì điểm nào cũng là điểm mua đây là cái sai lầm của nhiều anh chị nhỏ tư trong room cộng đồng em lắm nè ngày nào cũng hỏi em mua được không ngày hôm nay có một anh mới mua hòa phát bốn mấy ngàn cổ phiếu đúng không anh chụp anh sâu cái lệnh vô trong room cộng đồng của em mà em chỉ chia sẻ ngày hôm nay nó không phải là điểm mua không phải em nói là ừ cái cổ phiếu này kéo về 30 bây giờ 27 là còn khoảng 10 giá đấy à, còn khoảng 10 phần trăm đi anh chị đổ tiền vào anh chị mua lên 30 mua đây kỳ vọng lên 30 nói là ở ừ, nghe ông này em nói lên 30 thì tôi mua sai lầm nó lên 30 vì sao vì có những khách hàng mua mua từ những cái điểm này thì anh chỉ có thể mình cược từ những cái vùng tích lũy 4 tháng 6 tháng thì nó có thể lên đôi từ những vùng 22 ít nhất phải lên 40 đúng không đấy có thể kéo về những cái vùng mình trên vì sao vậy vì anh chỉ có vị thế tốt còn những anh chị mua cho đây nè vị thế anh chị không tốt ngày mai thị trường chỉnh một cái nó rủ về đây anh chị vi phạm chỉ cắt lỗ xong rồi sao nữa nó kéo giật thẳng đứng lên thì sao đúng không ạ nên anh chị đừng có điểm nào cũng là điểm mua đó là cái sai lầm rất là lớn của những nhà đầu tư nhỏ lẻ và em đang truyền đạt anh chị một cái là kiên nhẫn kiên nhẫn mới ra tiền nha quay trở lại với con VCI ngày hôm nay nó là cái quả xét cao khối lượng bé này mà phân phối cái gì em không hiểu không hiểu như thế này mà nhiều người kêu phân phối phân phối bằng mắt à anh chị khối lượng 4 triệu 4 nó phân phối như thế nào em sẽ lấy anh chị một cái ví dụ nè một cái ví dụ phân phối mà khối lượng to đây nè một cái phân phối khối lượng to sau đó kéo lên nhưng mà bị cái gì À, những cái quả kéo xả nè hai cây kéo xả đây là bản chất của và nó rơi luôn nó rơi luôn đây mới gọi là gì phân phối còn những cái quá trình như thế này mà phân phối áo khối lượng 4 triệu bốn so với một cái cây khối lượng 14 triệu cây nào mới là cây phân phối đây mới là những cây phân phối nè khối lượng 7 triệu rưỡi nè à những cây nổ lực nè cây này là cây nổ volume đó. anh chị thấy ở ừ, nổ volume đó là cái đuôi điểm mua nhưng mà không phải nó nổ cái volume này sau đó cổ phiếu không lên được nữa thì đây nó kết thúc một cái chu kỳ bản chất của nó là và sau đó cổ phiếu nó cắm đầu cắm cổ nó đó là những cái biến thể về virus mà thị trường chứng khoán Việt Nam ít ai nhận ra đúng không ạ kêu đây là cái cây tiền vào nhưng mà em lấy anh chị con đem Kim này. đây có phải những cây tiền vào không đấy nguyên nguyên cái vùng tiền vào nhưng mà sau đó nó không lên vậy tại sao vậy vì đây là cái vùng phân phối và những cái vùng khối lượng to này là những cái tổ chức nó xào nó nấu trong này. nó mua 10 triệu mà nó bán 15 triệu tức là nó đang trao 5 triệu mỗi ngày ra một cái lượng hàng cho những nhà tư nhỏ lẻ và những nhà tư nhỏ lẻ ừ khối lượng to tưởng là ừ cổ phiếu vào đại sống anh chị mua vào sau đó anh chị sẽ trả ra rất là đắt với những cái quyết định sai lầm của mình nên hãy chú ý nè thị trường này nó không có đơn giản đâu mà một khi anh chị đã mua đúng vị thế rồi cứ ngồi yên nắm giữ đó là cái tư duy và hiện tại visa ngày nay là chỉ là quả sắc cao ngày mai thị trường luôn lắc cỡ nào nó cũng rơi về những cái vùng khoảng cùng lắm là khoảng 40 mươi ít đi rồi sau đó nó cũng có những quá trình cân bằng rồi bật lên thậm chí ngày mai nó kéo lên tiếp là bình thường và nó bước vào cái nhịp tăng tốc kéo về những cái vùng giá bên trên bốn bảy năm năm mươi anh chị xem ai nè ngày hôm nay anh chị kêu up test kêu phân phối giảm không cho bốn khối lượng 23 triệu anh chị kêu phân phối phân phối kiểu gì chỗ này đây là cái nền tảng tích lũy cực lớn của cổ phiếu nè nên một nè nền hai nè đây là quá trình tích lũy hướng lên nè rủi bỏ tạo cái nền số số ba nè đấy tích lũy hướng lên rủi bỏ nè test đáy một test đáy hai nổ lên nó nổ lên ngày cách đây hai ngày ngày hôm nay nó phân phối ngộ vậy ta ăn tổ chức nào mà nó đánh sao mà nó đánh rất là dễ tư duy kiểu này con nít nó cũng kiếm được tiền không có thằng tổ chức tư duy như vậy đâu mà bọn tổ chức là setup từ những cái vùng dưới nè đây chính là những cái vùng giao vốn của tổ chức nó ở những cái vùng này giá 22 mà lên 27 năm giá nó phân phối không một khi nó đã đánh thì nó phải đánh rất là mafia nó có thể nó kéo về những vùng giá 45 trên đây và nếu như anh chị xem video 3 tháng trước ngày nào cũng lên nói là gì chúng ta đang ở những cái vùng chân sóng thần đỉnh 52 tuần đúng không chân sống thần đỉnh 52 tuần anh chị cứ xem lại đi xem lại nếu như em không nói em sẵn sàng anh chị kiếm ra được cái cái khúc nào những cái video nào mà chứng minh là trong những giai đoạn một hai tháng đây em không nói về những cái đỉnh 52 tuần không nói về những cái quá trình chúng ta chân sống em mời anh chị vào room khách hàng luôn anh chị cứ kiếm đi có có hay không và nếu như anh chị kiếm được, anh chị hãy sâu kiểu lại những cái em đang chia sẻ nó đang đi đúng với những cái em nhận định. Tức là gì? Mỗi ngày em sẽ phát hòa anh chị một nét, <laughs> một nét. Đến khi mà bức tranh nó hoàn thiện rồi, đó là những lúc chúng ta chốt lại. Đúng không? Bây giờ mỗi ngày chứng khoán nó vẫn tăng mà. Anh chị cầm hai tháng này nó vẫn tăng, nó đã chết đâu. Và thị trường này nó chỉ chết khi nào sự kiện thiên nga đen. Tức là ra những tin về chiến tranh hay những cái thông tin về dịch bệnh nào đấy khiến thị trường đột ngột mở biên, cổ phiếu đột ngột mở biên thì sao? Thì nó sẽ cắm đầu rơi. Ví dụ KSB Ví dụ này, lấy chị gái, đây nè, cái giai đoạn này cổ phiếu, à lấy con BVD đi, lấy con PVD, PVS, xương đánh giai đoạn này đây nè, cái đoạn này nó đang rất là muốn đánh lên, đây là quá trình đang rất là muốn đánh lên, đây là những cái pha dòng tiền vào, nhưng đùng một cái, 2022 đầu năm ra tên gì, bắt giám, phép tăng lãi suất ra những cái sự kiện rất là bất ngờ, thì thị trường chung rơi và cổ phiếu nó rơi, và vô hình chung cổ phiếu nó sẽ gì? bị ảnh hưởng chung và những cái bọn chức nó không đỡ những cái vùng này đâu mà nó sẽ đỡ những cái vùng giá cực kỳ thấp nó sẽ đỡ những cái vùng này và khi nó đỡ xong nó set up một cái trận đánh mới và đây là cái quá trình nó set up đây là cái quá trình nó set up anh chị đấy đây là cái quá trình nó set up và chúng ta phải nhìn nhận thị trường với bản chất là như vậy thì anh chị mới ra tiền chứ bây giờ anh chị cứ kêu ngày nào cũng kêu là thị trường kéo xả thì anh chị sao mà kiếm được tiền lớn đúng không nếu như ai mà cho rằng thị trường là bố thị trường kéo xả thì em chỉ khuyên anh chị chân thành rút hết tiền ra gửi tiết kiệm đi cho tâm lý anh chị nhẹ nhàng mình tập trung làm những cái công việc chính còn thị trường này nó là cái thị trường cơ hội nó chỉ dành cho những ai có kiến thức và phải có bản lĩnh không có bản lĩnh không bao giờ anh chị kiếm được tiền em bảo đảm anh chị luôn không bao giờ anh chị kiếm được tiền trên thị trường đó nếu như anh chị không có bản lĩnh và nếu như anh chị đã có kiến thức có bản lĩnh thì anh chị cứ bám sát những cái chiến lược của em thì em sẽ định hướng anh chị nên là hãy bấm một nút đăng ký kênh một cái nút like video ai chưa tham gia room cộng đồng tranh thủ vào đúng không tranh thủ vào đi và những gì em chia sẻ anh chị đây là những cái mà em đã nói đi nói lại từ những cái video trước Tức là thị trường đã ở uptrend chứ không phải là bây giờ chúng ta mới chia sẻ ngày hôm nay em ra một cái phiên chuẩn lại thôi nó đã chết đâu thì những con này nó đang có quá trình nâng dốc anh chị nào nhớ kỹ thuật em nói không nhưng cổ phiếu nó ngày càng là lên dốc lên dốc càng dốc thì sao thì cái xung lực của nó càng mạnh đây là nâng dốc nè đấy và khả năng trong tuần này thôi những con này nó có khả năng tăng tốc kéo về những cái vùng chinh bên trên này là bình thường quan trọng là chỉ có đủ chân nhật lấy ví dụ nè để cô anh chị xem nè, cái giai đoạn đầu nó đánh rất là lài lài đúng không hầu như lại đi ngang tạo một cái biên không độ sau đó nó nâng lên nè, 30 độ nâng lên là 45 độ nâng lên nữa nè 75 độ đấy bắt đầu nó đang hướng dốc lên là khoảng nhiêu 80 độ có phải là ngày càng dốc lên cái biên độ tăng của nó ngày càng lớn không đây chính là những cái vùng việc tăng tốc cho bây giờ nè đi ngang này lài lài nè, lại lại nè bắt đầu nâng lên nè, 30 độ nè. Nâng lên 45 độ nè, bắt đầu nâng lên khoảng bao nhiêu? 60 độ. Bắt đầu nâng lên. Đây là quá trình cổ phiếu đang bước vào quá trình tăng tốc. Khả năng ngày mai ra nó nổ chạy tiếp là bình thường, đúng không? Lấy ví dụ anh chị nè, DBG. Đây nè, quá trình gì anh chị? Đầu tiên nè, đánh lại lại đúng không? Nhưng sau đó bắt đầu nâng dốc lên. Có nghĩa là gì? Cái lực cổ phiếu càng lên cao sẽ càng mạnh và nhiều người không gồng lại được là sao? Vì anh chị sợ độ cao anh chị sợ độ cao thì làm sao mà em kêu anh chị là mình đi leo núi đi đúng không nếu như anh chị muốn leo núi thì anh chị phải có gì phải gan dạ không sợ đâu cao và nếu anh chị muốn có khoảng là những khổng lồ thì lên đây anh chị chốt thì làm sao anh chị có nguyên cái khúc lãi đằng ở đây chỗ này anh chị chốt khoảng 49 mà lên 87 anh chị đâu có lãi, làm sao mà có lại rồi anh chị chốt ở đây xong hay tăng mạnh quá đu chỗ này hỏi tại sao mà mình không mất tiền anh chị nhìn lại đi sâu chỗ lại có phải những điều chia sẻ nó là kiến không có phải không vì em đã từng là nhà đầu tư chút thân em là từng là nhà đầu tư nên em biết được cái tâm lý hành vi của của những anh chị mình đang gặp phải như thế nào nên em mới ngồi đây làm gì định hướng anh chị em định hướng anh chị rất là chân thành không phải là ừ hôm nay lên đây ông lù gà em lù gì từ anh chị đúng không anh chị nào follow em lâu là biết nên là nếu như anh chị nào thấy thích cái phương pháp thích quan điểm thì đây là cái kênh dành cho anh chị còn em thì không có thức sản không có trung bình giá gì hết và ai chưa tham gia room cộng đồng tranh thủ vào ha số lượng có hàng và khi một cái cổ phiếu kích độ dốc nó càng lớn này, đó là những cái xung lực cổ phiếu bước vào đích chạy về đích á à, càng dốc nè à, lên là bắt đầu dốc lên dần đây là những cái xung lực cực mạnh và nếu như anh chị muốn có khoảng là những khổng lồ thì cố gắng kiên nhẫn nắm qua những cái điểm rung lắc này nắm qua những cái nhịp rung lắc này và làm cách nào để mà anh chị nắm được có phải là quay trở lại câu chuyện là vị thế không vị thế anh chị đủ tốt anh chị chấp nhận nó ba cái sàn anh chị vẫn lại đó là vị thế còn anh chị mua trên cao quá thì làm sao mà anh chị có vị thế chấp nhận được ví dụ nè anh chị mua ngày 2 tháng một con EDC giá khoảng bao nhiêu 63 qua ngày hôm sau nó chỉnh một cây 7 một phần trăm vi phạm cắt lỗ rồi lôi ra cắt cắt xong qua ngày hôm kia nó hồi lên bắt đầu khoảng liền khoảng vào, vào mua mua tiếp mua tiếp rồi dần dần hình hình thành một cái tư duy cứ đỏ là mua đỏ là mua và sau đó anh chị bị cháy tài khoản đúng không cháy tài khoản nhưng ai mua từ những cái vùng bên dưới nè vị thế của chúng ta tốt thì sao cứ ngồi yên mà nắm giữ tại sao phải bán mua từ những cái vùng giá 33 nó lên chỉnh khoảng lên 61 anh chị vẫn lại vẫn lại chán 33 lên 61 gần nhân đôi chưa vậy cớ gì mà anh chị không nắm giữ mà sao cứ chúng ta cứ nhảy lung tung qua làm gì đúng không nên đó là cái phương pháp mà em đang chia sẻ với anh chị và hiện tại thị trường cái độ dốc của nó ngày càng cao riêng con đi trong những chứng khoán là nó không ăn thua đâu đây là cái test bị bán có lượng to thì nó không ăn thua còn bản chất những cái cổ phiếu đang rất là khỏe đấy những quá trình tích lũy lại nhưng mà khi nào tích lũy xong thì chưa biết chúng ta không chơi và tại sao trong một tuần trước nhiều người họ than con viên đi mà hệ thống mà em vẫn chốt lại được vì sao vậy mua tới những cái điểm bên dưới nè mình mới chốt lại được còn mua trên đây là bảo sao mình không cắt lỗ anh chị nên em không mua mà em mua từ khoảng ngày 19 tháng năm anh chị trong mừng bán hàng chị kiểm tra đúng không? có phải ông này ông nói đúng không hay là ngày 29 tháng năm em tặng hệ thống học viên k bảy của mình mua con này, này mua viên đi giá trần đúng không đúng không ạ có những lúc khoảng lãi mười mấy phần trăm nhưng mà em thông báo cho con làm gì đây là cái điểm uptest là một cái điểm bán của tổ chức và chúng ta phải bán sạch và dùng tiền mua những cái cổ phiếu khác ví dụ gì mbs nữa đấy những cái điểm này nữa. là cái điểm em mua đó mà những người kêu là sập hàng về vẫn cho lãi chán sập cái gì mà sập bạn trước này anh chị mình không hình dung được chúng ta đang nằm ở đâu của có cái chu kỳ và anh chị có nghe ờ ừ, ông này kêu lên chút lại là sập em rất là kỵ những ông mà ông chốt lại ông lên trong cộng đồng ông hôn người khác chốt lại theo đó là cái tư duy sai lầm nếu như anh chị muốn kiếm tiền tỷ thì không thể nào mà anh chị đi theo một người kiếm được một hai triệu đúng không anh chị phải đi theo những người kiếm trăm tỷ ngàn tỷ và em cũng có cơ duyên gặp những cái anh gọi là cao thủ cao thủ mà trong tay phải nói anh chị là đó giờ mà mình nghe chị là trong mơ đó một khối tài sản khổng lồ vài trăm tỷ và em có cơ duyên gặp nói chuyện với những anh ta thì anh ta những anh những những, những anh cao thủ đấy chỉ nói một câu này em muốn kiếm tiền lớn thì em phải tư duy lớn và em phải có kiên nhẫn và em đang ở đây để mà định hướng chị cái tính cách kiên nhẫn chứ chị nóng vội là hư bột hư đường hết và những cái cổ phiếu mờ bét nó đang đi lên ở đây những cái vùng nền của nó thì chết kiểu gì mà chết có chăng thị trường rung lắc nè nó chỉ vào đây nè, bắt đầu kỳ cung nó tái tích lũy tạo nền nổ lên tiếp thì sao đúng không và thị trường này chỉ chết khi sự kiện thiên nga đen xảy ra những cổ phiếu bị bán tháo giảm sàn là thì sao chúng ta bán sạch toàn bộ vị tế còn không có thì sao cứ kệ nó cho nó tự động nó vẫn đóng có cái gì mà anh chị cứ sợ làm gì SS ngày mai anh chị kêu là là nó yếu ngày mai nó bật cây trần này sao anh chị bán ngày hôm nay anh chị hối hận không rất là hối hận cổ phiếu nó cũng giống như con người phải có những cái tính cách là gì chậm chạp nè nhánh nhẹn nè lê mê nè nóng nảy nè dễ chịu nè cổ phiếu nó cũng như trang con người vì sao nó được setup bởi con người và những cái thằng này nó đang quá trình gì lửa thử vàng đấy nó coi coi kiên nhẫn của những gì cầm này như thế nào và bản chất có chưa tăng tốc chưa chạy được rút kiểu gì ở đây cả chưa có quá trình phân phối nào mà phải nói là kết thúc chu kỳ thì những cổ phiếu này nó tích lũy và bạc phiên nó chạy tiếp là bình thường và target của những này là bao nhiêu em nghĩ là sẽ về 17 18 đó. vì thế tốt anh chị mới là mua bên dưới nè mua những cái vùng này thì cứ ngồi yên đi cớ gì mà mình phải lo đúng không cớ gì mà mình phải lo tiếp nè uh, HCM ngày hôm nay cái phiên uh, test lại cái đáy này của nó nhiều anh chị kêu bô khối lượng 6 triệu rưỡi bô chỗ nào ở đây trên nó còn cứng ngắc như cục đá nhưng mà bô cái gì mà bô bản chất là gì anh chị mình chưa định vị được nhưng mà yên tâm em sẽ định vị anh chị trên đây ha? những con phiếu này tết cho nên tích lũy thậm chí ngày mai nó kéo tiếp là bình thường đây không phải là cái cây phân phối của nó không phải là cái cây phân phối ha rồi khi mà anh chị phân tích thị trường anh chị chỉ cần phân tích những nhóm ngành dẫn dắt những nhóm ngành lớn thì anh chị mới ra được thị trường ví dụ là em phân tích đầu tiên và lấy những thằng gì chứng khoán ngân hàng những cái thằng đó là những cái thằng trụ cột những cái huyết mạch để mà dẫn dắt thị trường dẫn dắt nền kinh tế còn bây giờ anh chị phân tích thị trường anh chị lấy con tr anh chị lấy con ban lấy con DRI, DRC, những cổ phiếu này không thể nào là cổ phiếu dẫn dắt thị trường chung, nó là những cái phân khúc riêng lẻ, làm sao mà anh chị định giá được thị trường? Anh chị lấy con viết, anh chị nói là con viết nó giảm thị trường sập. Vô lý, vô căn cứ, ủa tại sao con viết chỉnh mà thị trường nó sập? Ngồi vậy, không có cái lý do gì là như vậy. Nên khi mà anh chị phân tích phải lựa được, chúng đầu tiên chúng ta phải xác định là gì? nhóm ngành nào mạnh nhất hiện tại và lôi cái nhóm ngành đó ra để mà chúng ta mổ xẻ thì anh chị mới ra việc được và nãy giờ em phân tích cho những cái thằng chứng khoán lớn vẫn là quá trình gì xu hướng tăng điều chỉnh bình thường mai mốt có thể tiếp tục tăng quan trọng vị thế anh chị như thế nào vị thế tốt cứ ngồi yên nắm giữ còn vị thế xấu thì sao âm bốn phần trăm cắt hết giai đoạn này không để âm tám phần trăm nữa âm bốn phần trăm là nên cắt hết rồi chứng khoán nhỏ này FTS những này khả năng tích lũy là nó sẽ cho điểm mua thôi hai cây cây này khối lượng hơi to một tí nhưng mà em nghĩ là nó không phải là không phải là kết thúc chu kỳ những con này nó tích lũy nó giảm về đây hai 3 phiên rồi nó có quá trình này. đi ngang hấp thụ rồi nó nổ lên anh chị có thể lấy mới luôn không phải là vấn đề xấu nếu như anh chị xem video em á anh chị nhớ em tặng anh chị con bms đâu hôm qua là cái điểm mua nè tặng cái gì đó sbs nè hôm nay là cái điểm mua nè đúng không ạ thị trường này nó có điểm mua và đây chính là những cái điểm mua cuối cùng của nhóm anh chứng khoán hầu như đã hết rồi em thấy có con evs nè evs nè không phải evs evs à, à đúng là evs sbs bms những cổ phiếu cuối cùng để mà anh chị mua nắm giữ xong. hiện tại trong mắt này em vào xong hết rồi vào VCI, SSI, SHS, MBS, uh, CTS mình đã vào xong rồi bây giờ mình không có nhu cầu mua thêm với chứng khoán nữa và em đang tập trung cái điều mới trong khoảng tháng 7 tháng 8 nên anh chị nào mình đang cầm tiền không muốn bỏ lỡ sóng thì liên hệ với số điện thoại em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị vào nhóm rồi CTS nè ngày hôm nay là cái phiên nổ có lúc nổ 400 đúng không kết phiên tăng 2% và những cái độ dốc nó ngày càng dốc nha cái độ dốc của nó ngày càng cao thì chứng tỏ cổ phiếu đang bước vào quá trình tăng tốc những này ngày mai muốn nó nổ tiếp thì anh chị đừng có bất ngờ vì sao vậy không còn ai có hàng bao nhiêu anh chị ở đây mình có CTS đúng không hệ ừ, thống khách hàng mua tiền nào mua từ giá 18 bây giờ lên khoảng 23 lại khoảng được 5 giá đúng không mười mấy phần trăm hệ ừ, thống khách hàng lại khoảng uh, gần 20 phần à. trăm trên đây Đấy, nếu mà mình có gia tăng nữa, mình có gia tăng nên là mình lại cũng được 20% Chứ nếu như mà mua đúng điểm ở đây là lại khoảng 25% Đúng không anh chị khách hàng vào xác nhận giúp em cái Đấy, mua từ những điểm bên dưới thì bây giờ mình vẫn giữ thôi và mình vẫn chưa bán với CDS nha. AGR cũng vậy nè. À, hệ thống mua những cái điểm này, bây giờ mình vẫn giữ, không có điểm bán. Vì sao vậy? Chưa tăng tốc mà lấy gì bán. VDS nè. Hệ thống mua cái điểm này. Đấy, cổ phiếu đang có quá trình dẫn lại. Đây là no đi mình ba khối lượng bé không thể nào phân phó được. Mai một nó tiếp tục kéo thì chúng ta sẽ canh chốt lời. Còn hiện tại chưa mà, target của này có thể kéo về 18 giờ này là bình thường. À, BSI nhìn chung con này nó đi với Fs là một đội em nghĩ là nó chung chung một cách đánh có lượng hơi to chưa kịp có lượng chưa được nhưng mà những cái cổ phiếu mà anh chị đã có vị thế tốt thì cứ nguyên nắm giữ không có vấn đề gì mà phải lo sợ cả thoải mái tinh thần thoải mái thì anh chị mới kiếm được tiền à bây giờ ngày hôm nay có một chị hỏi nhưng mà thấy cái dòng tiền yếu nó, nó thuộc phân khúc gọi là quay thanh khoản này có thể điều điều mà không có dòng tiền vào không chơi những này không ăn thua nhá à bây giờ không đánh em không thấy cái 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 lực điên nào của con này ở đây cả rồi đó là những cái cổ phiếu chứng khoán ngân hàng này <laughs> anh chị thấy là ngày vừa rồi có những cổ phiếu BD nổ đúng không? Thì đây chính là những cái điểm bùng nổ, bùng nổ xác nhận biến toàn bộ quá trình đi ngang là gì? Tích lũy cho quá trình đẩy giá. Thì ngày chỉnh test một hai cây nó có thể là gì? Đi ngang tạo một cái vùng biên rồi nó kéo lên tiếp về 50. Anh chị có hàng anh chị giữ được nhưng mà nó không có điểm mua mới và cũng như khẩu vị em không thích đánh ngân hàng. Vì công bằng là vẫn đang tái tích lũy khối lượng bé, không phải là vấn đề quá xấu. Những cái thằng ngân hàng sẽ là những cái bệ đỡ của thị trường. Ở à, trong mắt hàng em cầm SHB, <laughs> ngân hàng cầm SHB thôi, mua cái điểm này lại khoảng đường sáu bảy phần trăm đúng không anh chị thì bây giờ anh chị cứ giữ đó chờ vào những cái vùng giá 15 16 của nó như thế nào đây là những quá trình chuẩn bị có khả năng tăng tốc bất cứ lúc nào vì cái độ dốc của nó nè nhìn đi anh chị thấy không cái độ dốc của nó ngay căng dốc như thế này thì gọi là siêu cổ đấy siêu cổ thì sẽ kén anh hùng đúng không đó là câu nói qua anh chị anh bảy đấy anh bảy nhiều anh chị biết cái anh bảy đúng không thì em sẽ nói vậy thôi chứ không phải là khuyến nghị anh chị bắt bất động sản gì đâu mà bản chắc là những cái thằng ngân hàng nè em thấy có một vài con nó bắt đầu hướng lên rồi nhưng mà bị băng nè cái trên nó bắt đầu bẻ lên á trên bắt đầu hướng lên rồi không có lý do gì mà là để để thị trường bô cả những này vẫn đang đi ngang nhìn chung mà CTG thì thường dùng để mà là bên chỉ số phát sinh á còn đánh thì không ăn thua vi băng nè con này yếu nha có hàng cơ cấu đi đi ngang tới chết không ăn thua VIP nè nhìn chung test lại khối lượng bé không có gì mới không nhìn chung ngân hàng thấy đỡ nó đỡ lại thị trường chứ nó không có điểm mua OCB bỏ cung bỏ nha những này không nên chơi MSB cũng vậy nè bỏ cung khối lượng đều đều mà nó không 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 có những cái quá trình phân tích cung cầu bình thường lấy ví dụ anh chị con bao cung khủng khiếp nè nè Nà, g nè anh chị thấy khối lượng nó đây nè khối lượng của nó đều đều mà nó tăng như thế này nè Đấy nó vẽ cái này là cái những cái thằng tổ chức nó vẽ nó vẽ biểu đồ hết á anh chị xem nè đây gọi là bao cung nè không có thanh khoản mà nó vẽ đều đều này. đây gọi là bao cung đấy thanh khoản đều đều ngay khoảng hai trăm mấy nghìn tổ chức nó làm hết và nó vẽ như thế này một khi nó muốn rơi là nó rơi đấy nó rơi nè ba chục trăm còn gì nữa naf Đấy, thích thì nó cho rời, không thích thì nó kéo. Còn gì nữa. CTF. Đấy, hai ba cây sàn, sợ không anh chị? Nguyên một năm nó kéo. Thích sàn là sàn cái dánh đánh giống con gì ta? H E H B thôi. H B. Đây. Không đánh giống con A B. Mua 2 năm chờ vẫn lại đúng không? Càng muốn là càng lại, nhưng đến một lúc này nó bán thỏa thuận cho không ngoại từ những vùng giá 35 mà đục một cái về những cái vùng giá 14 đây chính là những cái hàng bóc cung mà anh chị phải né ra còn viết đây nó không phân tích được bóc cung nó chỉ phân tích được cung cầu bình thường thôi thép đi nhưng anh chị nói ngày hôm nay bắt họ phát em không hiểu tại sao mình bắt nó là lực cung lực bán yếu nhìn thế này làm sao biết được lực bán yếu anh chị em không thấy lực bán yếu khó lượng nó to không hay là bé em không muốn truyền đạt anh chị về cái tư duy là bắt đáy ngày mai nó chỉnh về cái đường hỗ trợ nó trung bình 15 phiên khả năng ngày mai nó cũng có nhịp bực nhưng em không muốn anh chị bắt đấy có nghĩa là gì? em không hướng anh chị đi theo cái trường phái là mua đỏ mà em hướng anh chị mua trường phái giá xanh nè à, mua trường phái giá xanh nè à. Còn những cái vùng giá đỏ, kệ nó 2022 nhiều người phải đánh đổi Bằng mồ hôi công sức, thậm chí là bằng máu Vì sao vậy, trung bình giá và gồng lỗ Đúng không anh chị Nên 2003 phải là cái năm anh chị lột xác thay đổi lại hết cho em Năm kim nè Năm kim ngày hôm nay uh, kéo chân, khối nồng nghe bé Con này ok, anh chị có hàng anh chị giữ được con này em thấy đây là quá trình tích lũy cổ phiếu nha. Đây không phải là phân phối, đây là quá trình tích lũy cổ phiếu và nó đã có những cái vùng hướng lên rồi. Đây là đã hình thành được cái trend rồi đó. Nên chỉ có năm kim hay là dụng thép á, anh chị cứ giữ đi. Không xấu. Hoa xem nè, khó lần bắt đầu kiên nè. Những ngày tạo một cái vùng biên là sẽ có những cái điểm pivot lên, không có vấn đề gì mà anh chị phải lo. SMC giai đoạn này cái, cái em thấy cái thanh khoản nó hơi đều đều một tí. Đấy thì nhìn chung những này khả năng ngày mai kia nó cũng có thể nổ, có thể nổ lên đây là quá trình gì đang uh, setup lại đang setup lại dòng khối lượng hơi to một tí thì em cũng uh, hơi khó phân tích con này nhưng mà nhìn chung dòng tiền vào ok anh chỉ có hàng anh chị được nó không không phải phân phối đây là h nè rủ lại khối lượng bé những này đang trong cái vùng biên nha ngày mai có quả rút chân thì khả năng ngày mai nhiều khi bọn khép nó quay trở lại tvn đây là cái pha dòng tiền vào hai phiên dòng tiền vào anh chị nghĩ nó phân phối đây à hai phiên dòng tiền vào nó phân phối đây à sao dễ quá vậy làm gì mà dễ quá vậy không đây chỉ là những cái pha chứng lại của cổ phiếu và sau đó cổ phiếu có thể tiếp tục kéo tiếp nha nhưng mà ở đây em không thấy điểm mua nữa tức là cái điểm mua nó là cái điểm này và cái điểm này và hiện tại không còn điểm mua nó anh chị uh, hạn chế mình mua đuổi nè nó không hay dầu khí nè bsr bữa nay đi ngang nổ được cây vẫn tích lũy tạo nè nó không có phải là những cái cổ phiếu dừng dắt đâu những cái này nó yếu nó đi ngang đi ngang rất là lâu không ăn thua gas thôi cắm đầu xuống những con trụ không chơi nha ôi nè nổ một cây bắt đầu hai cây kia chỉnh lại Ha. những cái cây nổ khối lượng to đây là cây dòng tiền vào nhưng mà để mà bắt đầu một cái chu kỳ mới chừng 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 ngay á, em không đánh giá cao mà nó sẽ tích lũy xếp đắp một cái trận đánh hồi xưa á bánh đi bây giờ anh chị đi đây đây quá trình xem đánh này. có những quá trình nổ volume to nè đúng không nổ volume to nè nhưng mà mấy tháng sau nó mới đánh mấy tháng sau nó mới đánh nó phải xếp đắp một cái trận đánh kỹ càng thì nó mới đánh được còn những con oi nó nổ một cái volume to thì đó là dùng tiền vào nhưng mà để đánh mạnh thì phải chờ xếp đắp nó phải chờ sẽ đúp thêm một cái vùng nữa á PVC BVC BVC dù mày đi ngang đi ngang lâu quá mà không có dùng tiền mạnh thì thấy khối lượng càng bé nè. không có dùng tiền mạnh để mà sẽ đánh lên nhìn chung con này em nghĩ là cái sóng dầu của nó thì hơi yếu sóng dầu hiện tại hơi yếu không có những cái thông tin vĩ mô nào mà tích cực PVD. khối lượng bé nhìn chung trên nó vẫn trên tăng khả năng ngày mai dòng dầu khí nó cũng sẽ có những gì phục hồi lên lại BVS này. ngày mai nó no, cái okay, no supply no supply 3 ngày mai nổ lên ví dụ một cái nổ khối lượng khoảng 12 triệu chỉ lấy mới được luôn 12 triệu anh chị lấy mới được VVS luôn hiện tại nó thị trường ok không phải là sống riêng năng lượng tái tạo em nghĩ nên cơ cấu nha những con này yếu BCG GEG GX HDG NT2 BC1 những này nó đã bắt đầu xu hướng xuống rồi xu hướng xuống nha thị trường lên nhưng mà vẫn có những ngành xuống nha những ngành điện á những cái này yếu bao gồm bắt đầu xuống nè nói rất là nhiều những những mà này em em không khuyến nghị không có hàng mình mua chắc không khoảng nửa năm nay rồi vì em thấy cái trend nó không đẹp anh chị có hàng chị cơ cấu nha thủy sản không ăn thua Hôm nọ chỉ thấy là SM nhiều người đu đúng không? Đấy, nổ từ những vùng không kỳ có lượng là dao động lỏng này. kiểu gì cũng có những cái quả rủ lại. Rủ về những vùng giá 10 chấm ít nó, nó sẽ rất lại xong. Rũ đây rồi nó nổ lên xong. Còn tại không có đi mua với những con này. IDI khối lượng to quá, không có sống, không có sống thì thản nha. Tuy nhiên khối lượng to không ăn thua, không nên chơi. ADV cũng vậy nè. Đây khả năng là vùng trao tay của cổ phiếu nha. Cẩn thận, em sợ nó giống như cái giai đoạn của con bông này nè. Không còn uh, BC1. Đấy. Sợ giống giai đoạn này nè anh chị. Đó, dòng thủy sản dịch may nè nó giống giai đoạn nào mà rất mệt nha anh chị cầm thủy sản dịch may cẩn thận TNG trend nó bắt đầu hướng lên nhưng mà nó không có điểm mua không có dòng tiền sống nó cũng yếu không ăn thua anh chị BGT chung vẫn đang đi ngang chưa có gì mới trong nhóm ngành xuất khẩu thấy con ghiêu ok nè đây là cái điểm mua nó bắt đầu nổ lên ngày hôm nay nó no đi bình ba khả năng chạy tiếp đó. BTB đây có một cái điểm mua nè con này tích lũy hai ba phiên có thể nó chạy, về những vùng 60 rồi bất động sản nó nhiều anh chị mình hỏi quá BG nè đấy trên của nhà là hướng xuống nha ngắn hạn bọn này là đang hướng xuống nè nó bị cái con xeo ngày mai giảm bốn năm phần trăm không anh chị con một con sâu nằm rồng là canh những này nó nó phải rủ chung với con xeo hiện tại chưa có đi mua đâu chưa có đi mua những này đừng có bắt đáy nha anh chị đừng bắt đáy những này em thấy không có đẹp trong những mà này thì em thấy con DTD là ok <laughs> hệ thống khách hàng mình đang cầm DTD lại cũng tương đối ok tương đối ổn định hay là con gì ta năm từ liêm nè đấy những con này là em đánh giá mạnh nhất những mà bất động sản rồi còn lại là không ăn thua những con sale nè trời ơi, muốn rẻ bao nhiêu có rẻ bao nhiêu đây là những quá trình tổ chức rất phân phối anh chị nhìn cái cái volume như thế này mà mua kiểu gì đừng mua bắt đáy đừng trung bình giá và ông mắc Minervini nói là gì những người môi giới nào tuyên bạn trung bình giá hãy bỏ họ đi ở đây là trong sách nói nha không phải em nói mà trong sách nói đó là chị hãy chú ý nè. một cái tư duy kiếm một triệu đô không bao giờ mà họ cho họ, họ không bao giờ mà họ để họ mất trắng tiền không bao giờ anh chị và anh chị hãy thay đổi cái tư duy đó trước khi là quá muộn nhé ttd Đức xanh trương thua những này phải cần phải có những quả rủ anh chung hướng xuống không ăn thua anh chị uh, edg thôi con này bỏ nha cả dòng abec ta bỏ ejc con này để tạo nên à. nếu mà nổ thì con này anh chị có thể lấy được nổ một cái khối lượng nào đó khoảng khoảng bốn năm triệu á anh chị lấy được nhưng chung bất động sản yếu ấy những con này những cái gì những cái quả trứng gà rơi xong rơi tiếp không có nói được rơi xong rơi tiếp quả trứng gà novaland lỏng quá con bdr bdr thì uh, Uh, media ra hơi nhiều ra thông tin là xử lý xong trái phiếu đúng không ạ à? đấy ra hơi nhiều nhìn chung thì nó đánh lỏng em không mua khả năng nó cũng kéo về 20 tích lũy lại 20 tích lưỡi lại cái dòng tiền đó, nó hơi lỏng hơi lỏng anh chỉ có hàng gì chúc anh chị thôi em em không đánh con này thôi DRH này lỏng khối lượng to chưa lên được hạn chế đu những con này nha và em đánh giá là Benny sắp quay trở lại Benny sắp quay trở lại vì em thấy có đặc tính là kiệt khối lượng nha và khu công nghiệp nè KBC nè ngày mai ok là cái phiên đỡ cung ví dụ trong những phiên kế tiếp con G và R mà xuất phát con này nó cũng có khả năng xuất phát chạy tăng tốc theo có hàng anh chị giữ được còn nếu mà thị trường đi ngang rúng lắc thì con này nó cũng sẽ có những nhịp rũ vào đây nè 28 29 mà nó rũ không phải để chết nó rũ để nó đi lên vì cái đặc tính con này là gì nổ không được nè rũ nè rũ xong lên tiếp nè nổ không được rũ nè rũ xong lên tiếp nè nổ không được nè rũ nè rũ xong lên tiếp anh chị nắm được ý em không tức là những cái cổ phiếu này cái môn tiếp nó là nền trong nền và sau khi điều chỉnh nó lại chinh phục những cái cột mốc mới và khi anh chị nhận diện thị trường đó cấp độ là cơ hội thì chắc chắn nó sẽ là cơ hội chứ bây giờ là nay chúng ta hô thị trường sập để làm gì để bấm KWEBO để làm gì em không quan tâm những cái vấn đề đó và anh chị có KBC thì mình có thể tiếp tục nắm giữ nhé AJC bắt đầu kỳ khối lượng này nhìn chung ok vẫn đang đi ngay trong cái vùng biên đấy nhìn chung ổn không xấu PHR nổ hụt con này nó, nó... volume hơi to nha giai đoạn này volume con biết rồi hơi to có lẽ để bám hơi nhiều EDC này đi ngang lâu quá ngày hôm uh, vừa rồi là cái điểm pivot của nó ngày hôm nay uh, một cái no supply nhìn chung không xấu cũng không tốt đi ngang thôi anh chị đi ngang không xấu không tốt chưa có điểm mua BGC bắt đầu kỳ khối lượng con này kỳ khối lượng cho vàng sát theo dõi nhé kỳ khối lượng nhưng mà cây này hơi to nha cần phải có cây hấp thụ được cái cây điểm này là ok đạm thì thôi bỏ đạm nằm cà mau đạm phú mỹ lỏng quá không bằng thua BFC lát không ăn thua em thấy con DGC CV là ok còn những cái con khác thì không đẹp cảng biển thì chưa thấy có sóng gì cả hkh bot chema uh, vip vto nhìn chung không ăn thua hiện tại em thấy những cái cổ phiếu riêng lẻ như là cảng biển rồi đạm rồi năng uh, lượng tái tạo thủy sản dịch may không ăn thua anh chị những con đấy nó không phải dẫn dắt đâu nó chỉ là lên theo thị trường thôi xi măng đi ngang có khối lượng hơi to nha cẩn trọng những cái này không có đi mua nào ở đây cả nó có những cái up test đó nha ht 1 khối lượng bắt đầu kiệt nhưng mà bị cái là con bcc nó xấu C4G đi ngang mà cái volume vẫn to quá chưa có điểm mua ở đây. CTD tăng trưởng rồi. Kéo về 90 thì anh chị có hàng anh chị dễ được. DBG khả năng ngày mai con này nổ được. Lúc ngày mai nổ anh chị lấy. Nhưng mà nổ xong kia nó cũng có quả rủ lại. nổ à? à, xong rủ lại. Thì tùy đến anh chị thôi. Ví dụ ngày mai nổ khoảng 2 triệu. 2 triệu bật tăng gần cánh anh chị lấy được. FCN đi ngang. Đi ngang chưa có gì mới. Cái vùng trên đây là cái vùng kháng cự nó hơi to nha. Hơi to nhiều lần không bứt thoát được. Cẩn trọng một tí nha anh chị. HPC yếu những này rơi vào hạn chế dịch rồi hơi yếu HV hôm nay nỗ lực không muốn công sáng kéo 400 chiều bị xả ngược lại tăng khoảng 2.6 phần nhìn chung trên này là trên tăng nhưng mà em thấy là cái vùng này dao động lỏng mà nó nỗ lực không đủ thành công tức là ví dụ anh chị đi thi đại học mà người ta yêu cầu là 12 năm mới đủ điều kiện đúng không mà anh chị mới lớp 5 anh chị thi đọc ai cho anh chị thi không đủ kiến thức thì làm sao mình thi và những cái cổ phiếu này cũng vậy nó tăng liên tục khối lượng to mà không rét được thì nó không đủ nỗ lực thì nó sẽ không thành công nên em không tham gia với nhóm đầu tư công hiện tại Hút nè, nổ lên bắt đầu chỉnh lại. Nhìn chung con này tạo biên, nó tạo biên nó không xấu. Là CG cũng mang đi ngang không có gì mới. Đầu tư công hơi yếu nha, BLC đi ngang kỳ có lượng nhưng mà những con này gặp vùng kháng cự phân phối 52 tuần Ở à, đây là vùng kháng cự rất là mạnh cổ phiếu nè. VCG con này đỡ giá ok, nhưng mà chung cái nhóm ngành yếu nên cũng không ưu tiên. Đấy, nhìn chung em view view ra rất là nhiều những cái cổ phiếu đúng không? À, những con bất động sản là 18 nè. Khối lượng béo 38.000 thôi, không không dám phím, không phân tích nhiều anh chị FOMO lại lại có kẹp. Đấy cái phiên này nhiều người kêu pivot. Đây không phải là pivot vì cái kênh của nó hướng xuống, hướng xuống không thể nào là pivot cả. Đấy đừng có đổ tiền mua những cái này rất có phí tiền anh chị. Trên cắm đầu cắm cổ xuống xuống mà. Không thua đâu. EDG thôi bỏ, những này có trần cũng không mua nè, nói thật thì trần cũng không mua. Tại sao mua những cái cổ phiếu này để làm gì? ABI nè, ABS nè, nó có đặc tính là giết nhà đầu tư dâm sàn cỡ này mà anh chị mua. Khác gì anh chị đưa tiền cho bọn tổ chức hết sao? Đúng không? Em thì không chơi với những cái thằng này. Hãy nhìn chung thị trường hiện tại là những cái góc độ đánh giá nó là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Thì thị trường ví dụ ví dụ trong những cái phiên tới cái tiếp nó không nổ lên thì nó sẽ tích đi lại. À, nó tích đi lại thật nó rủ về đây. Nó rủ bên dưới nó cũng gặp cầu. Đây là những quá trình cầu nó nâng đấy liên tục gặp ở đây nó cũng bật lên. Nên là cho dù có rung lắc cũng không phải sợ vì vị thế anh chị tốt. Tốt thì không phải lo, còn vị thế cao thì ưu tiên quản trị và đó là một trong những cái nhận định mà em muốn chia sẻ với anh chị trong cái buổi ngày hôm nay. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video nếu như thấy hay. Hãy để lại một cái lời cảm ơn để là một cái lời cảm ơn vì sao vì khi anh chị mình đón những cái giá trị của em thì em sẽ ngày càng chia sẻ những anh chị giá trị khác nữa nhá và anh chị thấy hay chia sẻ người thân bạn bè và bấm cái nút like và nút đăng ký kênh và nếu như những anh chị nào mình thấy thích cái phương pháp muốn tham gia vào room khách hàng liên hệ với xin hạ trầm hình em sẽ tư vấn hỗ trợ anh chị vào nhá và sắp tới chúng ta sẽ có một cái quá trình là liên tục có những cái quá trình cổ phiếu dần dắt khác những cái con sóng khác đó là cơ hội cho ai chưa tham gia được với những cái cổ phiếu chứng khoán nên là hãy tranh thủ tham gia nhé số lượng có hàng và ai chưa tham gia trong cộng đồng tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận tham gia ngay em sẽ duyệt luôn anh chị trong tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp và anh chị hãy nhớ giữ sức khỏe vì hiện tại thời tiết nó cũng sớm nắng chiều mưa và sức khỏe là quan trọng nhất không có sức khỏe thì không thể nào mình kiếm ra tiền rồi xin chào anh chị và đừng quên bấm cái nút like nhé hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp